Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết của Truyền hình Nhân dân. Thưa quý vị và các bạn, với tốc độ di chuyển tương đối nhanh, khoảng trưa nay, bão số 5 sẽ đi vào khu vực các tỉnh từ Quảng Bình đến Quảng Nam. Đến 16 giờ chiều nay, vị trí tâm bão ở vào khoảng 17 độ Vĩ Bắc, 106,8 độ Kinh Đông, ngay trên đất liền các tỉnh từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, giật cấp 11. Sau đó, bão sẽ suy yếu dần thành một vùng áp thấp trên đất liền Thái Lan. Do ảnh hưởng của bão nên trong ngày hôm nay, ở vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi có gió bão mạnh cấp 8, cấp 9, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10, 11, giật cấp 13, biển động dữ dội. Vịnh Bắc Bộ có gió mạnh cấp 6, cấp 7, riêng phần phía Nam có nơi cấp 8, giật cấp 10, biển động mạnh. Vùng ven biển các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế cần đề phòng sóng cao từ 3 đến 5 mét, kết hợp với nước dâng do bão cao từ 0,5 đến 1 mét, gây ngập úng các khu vực vùng trũng, cửa sông, ven biển. Không chỉ gây gió mạnh trên biển, trong ngày hôm nay trên đất liền ven biển các tỉnh thành phố Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng cũng như là Quảng Nam có gió mạnh cấp 8, vùng gần tâm bão đi qua cấp 9, cấp 10, giật cấp 12. Trên đất liền ven biển các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh cũng như là Quảng Ngãi có gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 9. Ngoài ra, do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh nên trên vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau và khu vực Nam Biển Đông, bao gồm cả vùng biển huyện đảo Trường Sa, có gió Tây Nam mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 9, sóng biển cao từ 2 đến 3 mét, biển động mạnh. Với tốc độ di chuyển nhanh và mạnh của bão số 5, trong ngày hôm nay, ở các tỉnh từ Hà Tĩnh trở vào cho đến Quảng Ngãi có mưa to đến rất to, với tổng lượng mưa phổ biến từ 200 đến 300mm, có nơi trên 400mm. Ở các tỉnh Nam Trung Bộ, Bắc Tây Nguyên, mưa ít hơn, cường độ đạt cấp mưa vừa, mưa to và lượng mưa phổ biến từ 50 đến 100mm một đợt. Riêng khu vực Đồng bằng Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An mưa kéo dài hơn. Đến ngày Chủ nhật cuối tuần, lượng mưa ở đây được dự báo cũng phổ biến từ 100 cho đến 150mm cả đợt. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng ở vùng trũng thấp, các khu đô thị. Và sau đây là dự báo thời tiết trong 3 ngày tại các khu vực trên cả nước.